Khi mà nói đến những cái thương hiệu điện thoại thông minh giá rẻ đang thu hút được sự chú ý của người dùng tại thị trường Việt Nam thì chắc chắn chúng ta sẽ không để không nhắc đến Honor. Vậy nên là thừa thắng xông lên, hãng đã vừa tiếp tục cho ra mắt một cái biến thể mới của dòng X mang tên là Honor X6B tại Việt Nam. Và đây là một cái chiếc điện thoại với cái phân khúc giá vô cùng bình dân thôi, nhưng mà những cái đặc điểm mà nó mang lại thì lại cực kỳ xịn sò nha. Tò mò rồi đúng không? Vậy thì hãy cùng mình đập hộp chiếc Honor X6B này trong video ngày hôm nay nhá. Ok, intro. Đầu tiên nhìn ở bên ngoài cái vỏ hộp này thì nó là một cái phong cách khá là tối giản thôi, với cái tông màu trắng chủ đạo cùng với cái dòng chữ tên sản phẩm Honor X6B như này. Và cái phối màu mà mình đang cầm trên tay đây nó là phối màu xanh lá cây nhá, mà hãng gọi một cái tên rất là kêu là Forest Green, có nghĩa là rừng xanh. Và thêm một cái điểm đặc biệt nữa mà mình chú ý đó là cái dòng chữ AI camera ở trên cái vỏ hộp này. Và có thể thấy là ở trong cái thời đại mà AI đang phát triển ở khắp mọi nơi, hãng công nghệ nào cũng đua nhau tung ra những dòng sản phẩm AI, thì chắc chắn là Honor cũng sẽ không nằm ngoài cuộc đua này. Và có thể thấy đấy là ngay cả với một cái dòng điện thoại giá rẻ như thế này thôi, nhưng cũng đã được Honor tích hợp AI vào cụm camera rồi, rất là tuyệt vời. Còn bây giờ thì mình sẽ unbox luôn nhá. Mình sẽ unbox luôn chiếc điện thoại này để xem là bên trong chúng ta sẽ có những gì. Đó, ok, đầu tiên chắc chắn rồi, chiếc điện thoại nhân vật chính của chúng ta Honor X6B bọc trong một cái túi ni lông trông rất là chỉn chu nha. Đây, phối màu xanh lá cây được chưa, cực kỳ đẹp mắt cho anh em nhá. Ok, tạm thời để đây đã. Tiếp tục, bên trong chúng ta sẽ có thêm cái gì nữa, que chọc sim. Que chọc sim và chắc là trong này nó sẽ có những cái kiểu là ở đây, ốp lưng silicone cho anh em này, cùng với những cái giấy tờ hướng dẫn sử dụng. Ở bên dưới nữa thì chúng ta sẽ có thêm là củ sạc. Củ sạc nha, đây một cái củ sạc rất là to. Nếu mà mình không nhầm thì đây là một cái củ sạc nhanh 35W, cùng với đó là một chiếc cáp sạc USB-C. Đó, đây, tất tần tật cho anh em nhé, rất là đầy đủ. Phụ kiện các thứ là đã đi kèm hết trong máy rồi, anh em sẽ không cần phải mua thêm bất kỳ cái gì nữa, mà chỉ cần mua máy là đã đủ dùng rồi. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về nhân vật chính nhá. Chiếc Honor X6B này thoạt nhìn qua nó đem lại một cái cảm giác không khác gì những chiếc smartphone cao cấp, khi mà được hoàn thiện chỉn chu với màn hình tràn viền ở mặt trước và mặt lưng Radiant có hiệu ứng phản quang, nhìn cực kỳ nịnh mắt luôn. Với các cạnh viền thì phẳng hoàn toàn nhá, cầm nắm các thứ cũng rất là vừa tay, không có cảm giác là bị cấn tay hay là khó cầm nắm đâu. Đây cũng là một cái lối thiết kế rất là trendy, đang được ưa chuộng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Và đặc biệt hơn nữa, anh em có biết là gì không? Chiếc Honor X6B này là chiếc điện thoại duy nhất trong phân khúc giá dưới 4 triệu đạt được độ bền với chứng nhận 5 sao của SGS Thụy Sĩ về khả năng là bảo vệ toàn diện, chống va đập và hạn chế nứt vỡ khi rơi. Đây sẽ là một cái điểm cộng cực kỳ ấn tượng dành cho những anh em nào mà đặc biệt quan tâm đến độ bền của thiết bị. Và nó có sách, mách có chứng. Anh em hãy xem một vài đoạn drop test của mình với chiếc Honor X6B này, khi mà mình thả rơi từ độ cao 1,5m mà chúng ta thường xuyên sử dụng nha. Mình có thả rơi với hai trường hợp là úp mặt lưng và úp màn hình. Và anh em có thể xem cận hiện trạng của chiếc điện thoại này luôn, sau khi drop test không hề hấn gì cả. Ông nào bảo là đá khô trông nó tầm thường á, đã thế hôm nay chơi hẳn đá trong tủ lạnh cho mấy ông xem nhá. Đây, kiếm cục nào nó to nhất vào. Đây, đây, đá tủ lạnh nhé, không lại bảo đá khô. Đấy, đập cạnh viền nhé, còn bây giờ đập màn hình này. Bây giờ sẽ show cho anh em xem chiếc Honor X6B xong chúng ta đập đá nhé. Đây, phần cạnh viền cận cho anh em này. Cạnh viền này, đây là cái bề mặt mà vừa nãy mình đã đập đá. Đó, có thể thấy là phần cạnh viền này nó không bị chảy xước hay là cấn móp gì cả, đúng không ạ? Đây, còn phần màn hình mình đây hơi ướt tí, lau lau hoa tí cho nhìn rõ. Đây, anh em có thể thấy là phần màn hình này nó vẫn lên bình thường và nó không hề có bị là vỡ này hay là bị nứt màn hình gì cả. Đó, nguyên vẹn luôn. Bên cạnh đó thì nếu như anh em nào cũng có niềm đam mê drop test giống mình thì trong thời gian sắp tới hãy đến ngay với các cơ sở của Hoàng Hà Mobile nhá. Bởi vì bọn mình sẽ có một cái chương trình trải nghiệm drop test trực tiếp luôn tại cửa hàng. Anh em mà làm vỡ được, làm rơi vỡ được con Honor X6B này thì sẽ được tặng ngay một con Honor X6B mới toanh, đẹp keng, full box 100% luôn. Còn kể cả anh em có không làm vỡ được thì anh em vẫn sẽ có quà mang về nha, xanh chín luôn. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với màn hình của chiếc điện thoại này nhá. Honor X6B sở hữu tấm nền LCD với không gian hiển thị rộng 6,56 inch, đạt độ phân giải là Full HD+.
tần số quét 90Hz và có độ sáng tối đa đạt 780 nits. Những cái thông số cơ bản và vừa đủ ở phân khúc giá như thế này. Đặc biệt hơn nữa thì màn hình của chiếc điện thoại này còn có một tính năng gần tương tự như một cái đảo gì đó rất nổi tiếng, và Honor gọi đây là Magic Capsule. Nó sẽ hiển thị một cách linh hoạt tùy theo các tác vụ của người dùng, như là ghi âm này, báo thức hay là phát nhạc, để tạo ra những cái hiệu ứng cực kỳ thú vị. Và xin nhấn mạnh lại là cái tính năng này được sở hữu bởi một chiếc điện thoại giá chưa đến 4 triệu. Anh em có tin được không ạ? Quá là ảo, quá là hời luôn. Còn sang đến cụm camera thì phải nói thật là đã qua cái thời mà người dùng phải bỏ ra một cái số tiền rất là lớn mới có thể sở hữu được những cái chiếc điện thoại với cụm camera ổn áp rồi. Minh chứng là đây, chỉ việc bỏ ra chưa đến 4 triệu là anh em đã có thể dễ dàng sở hữu được một chiếc điện thoại có camera lên tới là 50 megapixel như là Honor X6B rồi. Đặc biệt hơn nữa, camera của chiếc điện thoại này còn đạt mức khẩu độ lớn f/1.8 và còn được trang bị thêm cảm biến đo độ sâu là 2 megapixel. Những cái thông số này thì có thể nói là cũng không hề tầm thường chút nào trên một chiếc điện thoại với phân khúc giá bình dân. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục bàn về hiệu năng của chiếc điện thoại này. Và chúng ta sẽ có bộ vi xử lý là MediaTek Helio G858+, một cái con chip mà mình đánh giá là cũng thuộc top đầu trong cái phân khúc smartphone giá rẻ rồi. Và với cái chipset này thì anh em hoàn toàn có thể cân được các tựa game cơ bản, những cái tựa game quốc dân như là Liên Quân Mobile này hay là Free Fire, thì chỉ cần anh em setting ở mức hợp lý là chơi ok thôi, chơi vô tư. Ngoài ra thì một vài những cái tiêu chí nữa như là việc tối ưu hóa hiệu năng này, hay là việc quản lý tài nguyên để chúng ta có thể sử dụng pin một cách hiệu quả hơn ấy, thì mình đánh giá là chipset này nó vẫn rất là ok, nó vẫn đáp ứng được đủ tốt và đủ tròn vai. Cuối cùng thì như thường lệ thôi, chúng ta sẽ điểm qua một chút về dung lượng pin. 5200 mAh, một con số cũng rất là ấn tượng để giúp cho anh em có một cái thời lượng trải nghiệm điện thoại nó lâu dài. Theo hãng cho biết thì chiếc điện thoại này có thể xem video online liên tục trong vòng 26 giờ. Còn nếu như anh em sử dụng trình duyệt web không ngừng nghỉ thì sẽ có thể lên tới là 27 tiếng, giúp cho người dùng có thể hạn chế được thao tác sạc pin ở trong quá trình trải nghiệm thiết bị. Còn kể cả khi anh em hết pin cần phải sạc đi thì chiếc Honor X6B này cũng sẽ hỗ trợ cho anh em công nghệ sạc nhanh là 35W, rất là thoải mái, rất là đủ dùng, anh em sử dụng cả một ngày trời cũng xả láng luôn. Và chắc là unbox xương xương cho anh em con Honor X6B nhẹ nhàng như thế đã thôi nhá. Có thể thấy là với một cái chiếc điện thoại thuộc phân khúc giá rẻ như thế này, giá rất là bình dân, chưa đến 4 triệu mà chúng ta có những cái thông số rất là ấn tượng, và đặc biệt hơn nữa đó chính là cái độ bền của chiếc máy này thì quá là kinh khủng luôn. Anh em mua về thì hoàn toàn có thể yên tâm là sử dụng lâu dài mà không lo bị hỏng hóc thiết bị. Và nếu như anh em yêu thích chiếc điện thoại Honor X6B này thì đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi thêm nhé. Bên cạnh đó thì cũng đừng quên để lại cho Hoàng Hà Channel một like, share và subscribe để bọn mình có thể tiếp tục cho ra mắt những cái video và những sản phẩm chất lượng hơn nữa nhé. Mình là Sơn Đỗ và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.